Mỹ nhân Hoa Ngữ gây choáng vì lối sống xa xỉ, chẳng đại gia nào bao nuôi nổi nên tự phấn đấu thành phú bà. Thích Vi mua nước hoa 35 tỷ đồng, Lý Tương lấy kim cương đắp mặt, Trương Bá Chi một ngày mua 3 siêu xe để giải sầu. Chuyện dàn sao Hoa Ngữ nổi tiếng có thể kiếm 7 tỷ đồng mỗi ngày đã trở thành một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất trong cộng đồng mạng xứ Trung. Nghe thì có vẻ phi lý, nhưng thực tế lại là sự thật đấy. Ngoài việc kiếm tiền tỷ mỗi ngày, nhiều sao nữ còn gây choáng vì cách tiêu tiền không giống ai, đến mức cánh đại gia cũng phải rén ngang đó. Thế nên, thay vì sống dựa vào người khác, họ quyết phấn đấu thành phú bà để tiêu xài cho thoải mái. Viên Vịnh Nghi. Viên Vịnh Nghi không quá đam mê với đồ trang sức, siêu xe hay bất động sản. Bằng chứng là đến giờ cô vẫn ở nhà thuê đó. Bởi bao nhiêu tình yêu của cô đều dồn cho túi xách Hermes hết rồi còn đâu. Cô là mẫu người vui mua túi, buồn cũng mua túi, không biết làm gì thì đi mua túi. Có những cái người đẹp hoa mộc lan phải chi đến gần 2 tỷ mới sở hữu được đó. Nói nhà của Viên Vịnh Nghi là bảo tàng túi Hermes giá trị vài trăm tỷ đồng cũng chẳng hề quá lời một chút nào đâu. Lưu Gia Linh. Từ cô gái có xuất thân nghèo khó, Lưu Gia Linh đã vươn lên thành một trong những triệu phú đỉnh đám nhất Hoa Ngữ. Ngoài tài kiếm tiền thì khả năng tiêu tiền của bà xã Lương Triều Vĩ cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đó. Vì mê vang mà cô sáng lập tận hai thương hiệu mang tên mình, mở nhà hàng quán ăn đêm để đáp ứng nhu cầu tiệc tùng với bạn bè. Đấy là chưa kể đến sở thích sưu tầm đồ trang sức triệu đô và những món đồ cổ đắt giá chẳng kém. Và tất cả những thứ đó chẳng là gì so với khối tài sản 100 triệu đô la Mỹ của cô. Thích Vi. Nếu đọ danh tiếng, dĩ nhiên Thích Vi chẳng thể sánh bằng những đàn chị khác. Tuy nhiên, khả năng tiêu tiền của cô thì chẳng hề kém cạnh đâu nha. Ngoài thú vui sưu tập đến hơn 100 túi Hermes đắt tiền, cô còn có đam mê mãnh liệt với những mẫu nước hoa độc nhất vô nhị, có những chai giá trị tính theo tỷ đồng. Trong đó, có một bình nước hoa cổ được giao bán đến 35 tỷ đồng, tương đương với một căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh đó. Nghe thôi thì chắc mọi người đã hiểu tại sao cô phải làm chủ gia đình rồi. Trương Bá Chi. Trương Bá Chi không có đam mê sưu tập như những phú bà Hoa Ngữ khác, nhưng cô lại rất thích mua sắm và tiêu tiền. Có lúc, cô chỉ dùng một ngày thôi là đã xài hết gần 7 tỷ đồng chỉ để mua sắm những đồ lặt vặt mà thôi. Hay khi đi dạo ngoài đường, vì vô tình vừa mắt một mẫu siêu xe mà cô đặt mua đến 3 chiếc để về trưng chơi. Và tất nhiên, để có thể tiêu xài hoang phí như thế thì Trương Bá Chi cũng phải là phú bà đích thực rồi. Chỉ riêng ở mảng bất động sản, cô đã sở hữu hàng chục biệt thự ở các thành phố lớn, tổng giá trị lên đến vài chục triệu đô. Lý Tương. Lý Tương của ngày xưa được khán giả chú ý nhờ tài dẫn chương trình duyên dáng và thông minh. Còn cô của bây giờ thường xuất hiện trên các trang truyền thông vì lối sống xa xỉ, hệt như bà Hoàng. Đeo túi Hermes, đi siêu xe, ở biệt thự 600m2 với Lý Tương là nhu cầu cơ bản mà thôi. Bữa ăn sáng mỗi ngày của cô tiêu tốn đến 24 triệu đồng, đồ ăn đều là hàng nhập khẩu trực tiếp bằng máy bay. Đâu chỉ thế, đến đồ trang điểm của cô cũng là loại được đặc chế, phối hợp với 2 carat kim cương nghiền thành bột để tạo hiệu ứng lấp lánh, bắt sáng đó. Bảo sao ông xã đại gia cũ của cô dù là đại gia kim cương cũng phá sản sau khi cưới cô, còn buông lời cay đắng khi người ta nhắc đến nữ MC đó.